Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Phước TV. Rất cảm ơn mọi người đã click vào xem clip của mình nhé. Chuẩn bị chuối cắt lát cho vào nồi chiên. Đã lót giấy bạc thêm 2 lòng đỏ trứng. Nướng ở 180 độ trong 10 phút. Tiếp theo, cho thêm nhiều phô mai bào sợi và mè đen. Nướng tiếp ở 180 độ trong 8 phút là món bánh tít xơ chuối đã hoàn chỉnh. Bánh vừa, thơm ngon lại dễ làm đúng không các bạn? Cà phê kết hợp độc lạ cùng trà nhài và chanh dây. Đầu tiên sơ chế chanh vàng và chanh dây. Tiếp theo pha một bình trà hoa nhài và pha cà phê mocha, một sự kết hợp mới lạ. Cho vào ly hỗn hợp gồm một viên đá, trà hoa nhài, xì dâu đường phèn, chanh dây và cà phê mocha vỏ lắc thật đều tay. Nước cốt chanh vàng. Đổ vào cốc thêm đá, trang trí, thêm hoa và chanh dây. Hương vị nước chanh dây thơm đồng làm, mê mẩn lòng người quên lối về. Phát hiện ra một cách mới để ăn khoai tây nghiền mà không cần phải chiên. Khoai tây hấp chín thêm một thìa muối, dùng đĩa nghiền bìn. Thêm 2 thìa bột, nâng vào nhào thành một khối, lấy ra từng viên dùng đĩa ấn nhẹ, cho vào, nồi chiên, xịt thêm ít dầu ăn nướng ở 180 độ, trong 20 phút, bánh khoai tây giòn bên ngoài, mềm bên trong, ngon quá phải không các bạn? Hello, xin chào tất cả mọi người, nếu như mọi người thích video clip này, hãy cho video clip này một like và ấn dưới nút subscribe đăng ký kênh để xem thật nhiều video về món ăn mới của Phước TV nữa nha. Cảm ơn các bạn.